Chào các bạn trở lại với kênh của ông Vĩnh Vlog. Hôm nay ông Vĩnh Vlog sẽ đưa các bạn đi khám phá nhà thờ đá phát hiện cho các bạn. Và các bạn theo chân ông Vĩnh Vlog nha. Đấy, bây giờ tất cả các cái khu này các bạn. Đây là khu hồ nha các bạn. Mà các bạn theo chân này nha. Đây là khu hồ của nhà thờ đá cho các bạn. Trước kia có tượng Chúa Giêsu làm vua nha các bạn ạ. Đây mình sẽ lấy quay hết toàn cảnh cho các bạn xem nha. Đây là toàn cảnh của nhà thờ đá thôi các bạn. Có cây xì rất đẹp thôi các bạn. Đây bờ hồ thôi các bạn. Bờ hồ của nhà thờ đá nha các bạn ơi. Đây là cái tượng Chúa Giêsu vua nằm ở ngoài đón đây. Tí nữa mình sẽ ra đằng trước thì mình sẽ quay để lấy cảnh chiếu cho các bạn. Và sau mình sẽ lấy toàn bộ cái cảnh của nhà thờ. Đây là trước của trước các chuông nha các bạn. Đây là trước cổng các chuông của nhà thờ đá này các bạn. Đây và đây là khung cảnh của tượng Chúa Giêsu vua nha các bạn. Đây là mình đang qua đằng sau nha các bạn nha. Tí nữa mình sẽ ra đằng trước để mình quay lấy cái cảnh đằng trước của tượng Chúa Giêsu làm vua nha các bạn. Đây mà các bạn đi theo chân mình nha. Theo chân mình vào trong đây là cổng chính các bạn ạ. Đây là ngôi mộ đá nha các bạn, sập đá này. Này là khu linh thiêng, không được vào đây các bạn. Đây là ngôi mộ của đây là trước cửa nhà thờ chính nha các cửa chính nha các bạn. Đây là cha Trần Lục các bạn ạ. Cha Trần Lục thiết kế khu nhà tu phát diệm. Sinh năm 1925, sinh năm 1825 tại làng Mỹ Quan, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xứ Kẻ Rửa. À,
chịu chức linh mục năm 1860, chính sứ phát diệm năm 1865. Cha có qua đời, cha qua đời ngày mùng 6 tháng 7 năm 1899. Đây là mộ của cha nha các bạn này. Hôm nay là các bạn mình sẽ đưa cho các bạn xem nha các bạn. Cái đây là cửa chính của nhà thờ nha các bạn. Cái này là gỗ nguyên khối các bạn. Gỗ này là một tấm gỗ to nguyên khối luôn. Đây các bạn là mình sẽ view gần vào cho các bạn xem. Tấm gỗ liền nguyên khối luôn các bạn, không biết nhập từ đâu về. Gỗ này là cái dáng gỗ rất tốt các bạn ạ. Và đá này cũng là đá nguyên khối luôn. Đấy. Bây giờ mời các bạn đi theo mình ra bên này. Đây là khu nhà thờ chính nha các bạn nha. Cái khu kia là hàng đá này. Ở lại tháp luôn các bạn. Đây là khu nhà thờ chính cho các bạn. Còn khu kia là khu nhà nguyện linh thiêng. Mời các bạn đi theo mình vào trong nhé. Trong nhà thờ, ở nhà thờ chính tòa luôn các bạn ạ. Đây là khu linh thiêng nha các bạn. Mời các bạn ấy chân mình vào trong. Dạ. Đây là khu linh thiêng các bạn ạ. Mà quay trong nhà thờ là người ta không cho vào quay nha các bạn. Khu mình muốn giới thiệu về khu nhà thờ cổ của mình à. Đây là khu đây là khu hàng đá đấy mẹ nha các bạn. Các bạn xem cây kia có từ thời gian xưa rồi các bạn ạ. Này đây mà các bạn đi theo chân mình xem này. Kia là khu này là khu này thì mình cũng không rõ là cái lai lịch của các bạn này. Đây là chính nhà thờ chính tòa nhưng mà mình không vô trong được các bạn ạ. Và đây là ngôi mộ và là hang đá nha các bạn, cái hang đá này. Và đây là nhà đang thờ đang trùng tu khu này. Và đây là khu nhà của Đức Mẹ.
khu này là khu ôi đây là nhà cấn nguyện của đó. Mẹ nguyên bằng đá không các bạn, một cái cột cũng bằng đá luôn các bạn, cái cột nguyên đá nguyên khối luôn các bạn. Nói chung ngày xưa ông cha ta là nói chung là cũng kiến thiết quá. Kia là khu nhà chung nha các bạn, tất cả đấy là khu chủng viện, khu chủng viện của nhà. Mà các bạn đi theo chân mình bên trước con nước mẹ. Đấy, khu này là khu đang trùng tu kìa. Trên đồi. Đây là các bạn. Khu chúng viện này của nhà xây dựng của chính tòa nha các bạn. Chính tòa phát diệm nha các bạn. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem. Và mình view cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ạ. Khu này rất đẹp các bạn ạ. Chủng viện này. Cái này mới trùng tu lại nha các bạn. Hiện nay đang còn đây các bạn này. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cái đường đây à, phát diệm các bạn. Đây là khu sân vườn. Đây các bạn ngon các bạn nhé. Quá đẹp. Khu sân vườn này quá đẹp các bạn này. Cái nhà sướng phát diệm. Đấy, nhà làm cảnh rất đẹp các bạn ạ. Khu cảnh của sân vườn này rất đẹp luôn. Đây là nhà của chính sứ các cha ở và khu lưu niệm nha các bạn. Sách là tượng các bạn ạ. Ở đây rất lắm tượng, các bạn muốn mua tượng thì mua tượng, mua áo lễ thì các bạn sẽ đến khu trung tâm phát diệm, chính tòa phát diệm nha. Và các loại ảnh hình đồ lưu niệm. Đấy, quay tí ba mẹ con ba. Quay để phát lên để cho bà họ tức cười à? Không, họ xem họ thấy đẹp chứ. Đây đang giới thiệu về nơi mà các khu lưu niệm của cha xứ mình. Đây, các bạn ơi, đây là khu này là khu lưu niệm nhé,
và các bạn muốn tham quan, muốn hướng dẫn thì có phòng đón tiếp luôn các bạn ạ. Đây là đứng bên hông các bạn. Mình sẽ quay toàn, tí nữa mình ra lùi ra ngoài kia mình sẽ quay toàn cảnh nhà thờ và hồ cho các bạn xem nhé. Đây là mình đang quay bên hông các bạn ạ. Đấy. Đấy. Khu này là đấy, mình sẽ đang đi theo để bạn theo mình nhé. Đây là khu nhà trước nhà. Thưa các bạn này. Đây mà các bạn đi theo chân mình nha. Và mình thấy toàn cảnh nhà thờ các bạn. Đây các bạn. Đây là bên nhà sân các bạn. Đây là lần trước mình sợ là tượng Chúa Giêsu làm vua nha các bạn. Đấy mình sẽ quay cho các bạn toàn cảnh nhé, cái cả khu hồ nhé, khu nhà dân ở nha các bạn. Ở đây là khu này là gia đình chính nha các bạn. Đây là khu nơi gửi xe ô tô, xe máy, xe đạp các bạn. Còn đây là quán này các bạn. Quán tạp hóa. Các đủ các loại đồ lưu niệm các bạn. Đến Nga Sơn là các bạn mua là có đủ các loại đồ lưu niệm. Đây là các đồ nha, đồ thờ nha các bạn. Nếu mà các bạn mua tượng không các thứ các bạn mới đến khu trung tâm. Tất cả các loại đồ lưu niệm ở đây cái gì cũng có các bạn, từ đôi dép. Đấy. Quần áo vòng đẹp tượng Chúa. Tòa giám mục phát diệm. Đây là tòa giám mục phát diệm các bạn nhé. Chữ ghi rõ luôn. Đấy. Tòa giám mục phát diệm. Thôi video mình đến đây tạm dừng ở đây nhé. Xin chào các bạn. Các bạn thấy hay các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để mình có động lực mình làm tiếp theo nhé các bạn. Để cho các bạn xem nhé.